Hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 2, nhằm ngày 28 Tết, chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc vui tươi và hiệu quả. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài truyền hình Bạc Liêu. Thưa quý vị và các bạn, Ban tổ chức Tết quân dân tỉnh Bạc Liêu năm 2018 vừa tổ chức lễ tổng kết chương trình Tết quân dân tại xã Phong Tân, thị xã Giá Rai. Đến dự có ông Dương Phương Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức Tết quân dân năm 2018, đại diện lãnh đạo quân khu 9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và lãnh đạo thị xã Giá Rai. Qua 7 ngày hoạt động với tinh thần vui tươi phấn khởi, nghiêm túc, Tết quân dân tại xã Phong Tân đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo dấu ấn sâu sắc với Đảng bộ và nhân dân của xã như tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương đường lối quan điểm của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tặng gần 1.700 xuất quà và 4 tấn gạo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và 130 xuất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 700 triệu đồng. Ra quân phát quan bụi rậm, làm vệ sinh môi trường tại một số tuyến đường, hỗ trợ xây dựng mới 19 căn nhà và sửa chữa 39 căn với số tiền 710 triệu đồng. Các đơn vị cũng đã tổ chức một số hoạt động văn hóa văn nghệ như tổ chức thi nấu ăn, gói bánh đêm xuân, tổng kinh phí cho các hoạt động Tết quân dân năm 2018 tại xã Phong Tân trên 9 tỷ đồng. Tết quân dân đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống trong dịp Tết, góp phần giữ gìn niềm tin của dân với lực lượng vũ trang, đồng thời tạo thế trận lòng dân vững chắc, tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong không khí ấm áp của những ngày Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 đang về, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh bạc liêu vừa đến trao tặng 100 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hưng Thành và Long Thạnh, quận Vĩnh Lợi. Tại mỗi nơi đến, đoàn đã chia sẻ tâm hỏi tình hình đời sống, động viên hộ nghèo hăng hái lao động sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Dịp này, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh bạc liêu đã trao tặng cho mỗi gia đình một phần quà bằng tiền mặt 500.000 đồng số tiền do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp các gia đình có thêm điều kiện vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc thêm đầy đủ hơn. Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Quyền quỹ, Hội đồng Nhân dân, Quỹ ban Nhân dân, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quyện Hồng Dân đã cử nhiều đoàn cán bộ đến thăm chúc Tết 30 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn quyện. Tại các nơi đến, ngoài những lời thăm hỏi động viên chúc Tết của đoàn cán bộ quyện, những phần quà có giá trị trao tặng tận tay các mẹ trong dịp Tết là nguồn động viên khích lệ tinh thần nhằm tri ân sự hy sinh mất mát không có gì có thể bù đắp khi chồng hoặc con của các mẹ đã anh dũng hy sinh để giành lấy độc lập dân tộc cho đến ngày hôm nay. Cũng nhân dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018, các ngành các cấp trong và ngoài quyền Hồng Dân đã tổ chức thăm chúc Tết và trao tặng quà cho hàng trăm hộ gia đình chính sách, hộ nghèo cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Nằm trong các hoạt động chăm lo cho các hộ nghèo vui xuân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Đại Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu đã vận động công ty cổ phần Tôm miền Nam thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu vừa đến trao tặng 50 phần quà Tết cho các hộ nghèo ở thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, trong đó gồm bánh, kẹo và 200.000 đồng tiền mặt. Những món quà tuy nhỏ nhưng đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, kịp thời động viên chia sẻ giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn thị trấn dời bớt đi phần nào khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là trong dịp Tết. Đại diện chính quyền thị trấn Châu Hưng đã gửi lời cảm ơn chân thành đến tấm lòng nhân ái của tập thể cán bộ công nhân viên chức công ty cổ phần Tông miền Nam đơn vị tài trợ và đài phát thanh truyền hình Bạc Liêu đã có những hoạt động thiết thực góp phần cùng chính quyền địa phương chăm lo cuộc sống cho các hộ gia đình nghèo có cái Tết đầm ấm hơn. Mừng Đảng Quang Vinh mừng Xuân Mậu Tuất 2018, huyện Đoàn Hồng Dân phối hợp với Hội khuyến học huyện vừa tổ chức hợp mặt gần 100 sinh viên hiện đang học tập tại các trường đại học ở các tỉnh thành phố. Tại đây, bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban tuyên giáo, chủ tịch hội khuyến học Quyền Hồng Dân đã ghi nhận những đóng góp của lực lượng đoàn viên thanh niên và các bạn sinh viên trong thực hiện các phong trào lớn của đoàn như bốn đồng hành cùng thanh niên trên đường lập thân lập nghiệp và năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc. Các phong trào này tiếp tục được các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu. Dịp này, sinh viên và đoàn viên của quyện còn tổ chức giao lưu nhiều tiết mục văn nghệ. Hội khuyến học quyện trao gần 100 số học bổng cho các sinh viên đậu nguyện vọng một vào các trường đại học mỗi suất học bổng 500.000 đồng. Số tiền được trích từ nguồn quỹ khuyến học của huyện. Liên đoàn lao động huyện Phước Long vừa tổ chức lễ bàn giao nhà máy ấm công đoàn cho gia đình anh Bùi Vũ Em ở ấp Mỹ Tường 1 xã Hưng Phú. Anh Bùi Vũ Em là đoàn viên công đoàn cơ sở xã Hưng Phú có hoàn cảnh khó khăn và nhà ở. Căn nhà xây dựng theo quy cách cấp 4, chiều dài 14m, ngang 6m, khung sườn bê tông, mái lợp tôn, nền lát gạch, tổng số tiền trên 120 triệu đồng. Trong đó quỹ máy ấm công đoàn của huyện hỗ trợ 30 triệu đồng, phần còn lại gia đình anh Bùi Vũ Em đóng góp thêm. Việc xây dựng nhà máy ấm công đoàn của Liên đoàn Lao động huyện trước thềm Tết cổ truyền của dân tộc là việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp cho công đoàn viên có nơi ở ổn định, an tâm công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cơ quan giao. Đón Tết Mậu Tuất năm 2018, Quỹ ban nhân dân huyện Phước Long chủ động triển khai kế hoạch tổ chức chào mừng năm mới và mừng đảng mừng xuân trên địa bàn. Cùng với các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân huyện Phước Long đã tăng cường công tác xã hội hóa, quy động các ngành các cấp và toàn xã hội chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo đều được vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc. Phước Long phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ khó khăn của huyện đều có quà Tết và có được một mùa xuân vui tươi, tiết kiệm. Năm nay huyện Phước Long là rất là vui mừng các cái chỉ tiêu của huyện Phước Long đều đạt và vượt chỉ tiêu, đời sống nhân dân tiếp tục ổn định, có à, nâng lên cái mức sống à, để chuẩn bị tết nguyên đáng cho bà con thì phước long đó là xây dựng cái kế hoạch chuẩn bị tết đó là nguyên đáng trước hết là lo cho bà con mình có cái à, ăn tết vui vẻ đối với người nghèo đó hộ nghèo hộ cận nghèo thì huyện phước long đang tập trung nó à, ngoài cái chế độ chính sách à, thì huyện phước long đang tập trung vận động các mạnh thần thường quân ở các cái doanh nghiệp tới thời điểm này thì Phước Long vận động được là 24 tấn gạo là quà đấy thì trên nó là 1.000 nữa là sức và tiền đó là được 90 triệu để giúp cho cái hộ nghèo đặc biệt khó khăn rồi là huyện cũng gà sót lại những hộ là người già là neo đơn rồi trẻ em tàn tật rồi là hộ nghèo đó là đặc biệt khó khăn để huyện hỗ trợ kịp thời để cho bà con mình vui xuân đón Tết Thực hiện chính sách chăm lo nhà ở cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018, phường 5 thành phố Bạc Liêu kết hợp cùng đơn vị tài trợ vừa tổ chức bàn giao 5 căn nhà tình thương cho hộ nghèo trên địa bàn phường. Căn thứ nhất được bàn giao cho hộ ông Nguyễn Văn Lợi khóm 3, 4 căn còn lại được bàn giao cho các hộ Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Tuấn Tài, Nguyễn Thị Án và Hoàng Ngọc Khử, đều ngụ tại khóm 7 phường 5. Tổng trị giá mỗi căn được xây mới từ 50 triệu đồng trở lên. Trong đó phía Ủy ban nhân dân phường 5 hỗ trợ cho mỗi căn là 30 triệu đồng, còn lại gia đình đóng góp thêm. Tổng kinh phí xây dựng 5 căn nhà tình thương vừa được Ủy ban nhân dân phường 5 bàn giao là 150 triệu đồng. Trong đó, phường vận động từ phía công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu tài trợ 3 căn, còn lại là được thực hiện từ nguồn quỹ an sinh xã hội của phường 5. Trong những ngày này, hòa cùng sinh khí chuẩn bị đón xuân của người dân trong tỉnh, hàng ngàn người con quê hương Ninh Bình kết nghĩa cũng đang tất bật đón Tết với nhiều niềm vui khi năm qua tiếp tục gặt hái được nhiều thắng lợi trong lao động sản xuất. Nhiều gia đình chuẩn bị Tết tươm tất đủ đầy hơn những năm trước. Dù đã xa quê hương hàng chục năm, nhưng không ít gia đình, không khí chuẩn bị đón Tết vẫn còn mang dáng vẻ của miền Bắc với bánh chưng, dưa hành. Nhiều người quê Ninh Bình năm nay làm ăn rất phát đạt, buôn bán thuận lợi, sản xuất thành công, vì thế không khí chuẩn bị Tết cũng tươm tất hơn. Những người ở quê hương kết nghĩa Ninh Bình và Bạc Liêu từ những năm 80 của thế kỷ trước. Dù làm nhiều nghề để sống, nhưng phần lớn trong số họ giờ đây đều có cuộc sống khá giả, có người trở thành tỷ phú, sự sung túc đang hiện hữu trong mỗi gia đình với những ngôi nhà khang trang, có của ăn của để. Kinh tế khám khá nên bà con chuẩn bị đón xuân đầm ấm, vui tươi và thấm đẫm nghĩa sớm tình làng. Tối qua 12 tháng 2, nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm tổ chức chương trình văn nghệ chào xuân mới 2018 với sự tham gia ca diễn của hơn 60 em thiếu nhi là học viên các lớp đăng khiếu của đơn vị. Với nội dung ca ngợi đảng Bác Hồ, mùa xuân và tuổi trẻ đã được thể hiện qua 12 tiết mục ca, múa nhạc nhảy hiện đại, nhảy aerobic do các em biểu diễn. Chương trình văn nghệ mừng Đảng mừng xuân là một hoạt động được nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm tổ chức thường niên trong dịp đón Tết Nguyên Đán nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi đồng thời tạo không khí vui tươi rộng ràng trong những ngày xuân mới. Càng gần ngày Tết Nguyên Đán, chợ qua Tết trong thành phố bạc liêu càng sôi động hơn. Năm nay bên cạnh các loại hoa truyền thống như dạng thọ, hoa giấy, hoa mai thì một số nhà vườn đã chọn giống cây có trái vào chậu làm cây cảnh như cây đu đủ, cây dừa, dưa hấu hay trái dư. Giá của mỗi chậu cây có trái dao động từ khoảng 200.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng. Theo chủ vườn, khách hàng rất ưa chuộng những loại cây có trái vô chậu này vì tên gọi của chúng có ý nghĩa về những điều tốt đẹp mà họ mong muốn trong năm mới. Bên cạnh đó, những mặt hàng thủ công như hoa giả, lòng đèn có mẫu mã cũng khá đa dạng bắt mắt khách hàng nên cũng được ưa chuộng, giá cũng rất phải chăng. Chợ hoa không chỉ là nơi để người dân đến xem và lựa chọn cho mình loại hoa đẹp nhất về trang trí nhà cửa trong những ngày Tết, mà còn là nơi để người dân vui chơi, chụp ảnh lưu niệm. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này tại các chợ trên địa bàn huyện Phước Long như chợ thị trấn Phước Long, chợ trưởng tòa, chợ Phối Sinh và chợ chủ chí, không khí mua sắm Tết đã trở nên vô cùng nhộn nhịp, mặt hàng phong phú, giá cả vẫn bình ổn không tăng cao so với ngày thường, nên người dân khá thoải mái lựa chọn hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu cho gia đình vào những ngày Tết nhìn chung lượng hàng hóa phục vụ thị trường Tết được các tiểu thương doanh nghiệp chuẩn bị dồi dào và bày bán rất nhiều chủng loại đa dạng phong phú tạo cho sinh khí phiên chợ Tết trở nên nhộn nhịp sức mua người bán cũng đang tăng mạnh ngày qua thì tôi thấy là cũng hàng hóa cũng tấp nập đầy đủ cái cây rồi bông hoa đồ này nọ là đủ chủng loại hết cũng như là đủ cung thấy là cũng đủ cung thấy bà con cũng đi chợ cũng mua sắm cũng nhiều giá cả thì cũng như mọi năm cũng hợp lý cũng không có gì nó dao động bất thường có được sinh khí nhộn nhịp như thế này là do năm nay phần lớn người dân trong huyện Phước Long sản xuất lúa tôm đều trúng mùa được giá từ đó đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân có bước cải thiện và nâng lên cùng với niềm vui huyện Vinh dự được trung ương công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nên đón mừng năm mới mậu tuất mọi người dân trong huyện ai cũng phấn khởi chuẩn bị một cái tết thật tươm tất đầm ấm Năm nay khá hơn 10 năm hết. tôm thì cũng một đợt cũng được vài chục triệu. Hôm nay thì là ăn Tết thì lớn hơn 10 năm, vui vẻ hơn 10 năm, con đồ về đầy đủ hết. Xuân Mậu Tuất đã đến, mọi người, mọi nhà từ thị trấn đến các áp dụng nông thôn trong huyện Phước Long đang náo nước chuẩn bị tốt các điều kiện đón mừng xuân mới. Đón xuân mới với việc mua sắm tôm tất, ai cũng mong bước sang năm mới sẽ luôn được đầy đủ, cuộc sống ngày càng sung túc, phát triển hơn. Bản tin thời sự hôm nay của Đài truyền hình Bạc Liêu xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở bản tin sau.